Hello mọi người, máy Thái mới về. Hôm nay được anh khách ủng hộ một cái nha. Ryoko Resort 8.000, cái dòng này V2 nha mọi người. Nó nâng cấp từ cái V1 lên. Thì cái dòng Resort TD này nó có hai size, 6.000 và 8.000 nha. Và hôm nay thêm một cuộn cước siêu to, khổng lồ. Dây Ion Beat Game 1.000m nha. Dây này thì nó có đầy đủ các size là 0.35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 và 80. 80 là lớn nhất, mà thường 80 thì để anh em tóm nho đi câu hồ dịch vụ. Còn 70 thì thay câu biển. Thì máy này cũng thích hợp cho mọi người đi câu biển nè. Nếu đi câu vít thì mọi người có thể lấy size 6.000. Còn đi câu biển mà dạng câu câu đáy, câu sông, câu sâu thì có thể lấy size 8.000 nha. Và cuộn dây này cũng siêu tải luôn nè, cho mọi người bắt những cá lớn. Size 0.70 mm, tải của nó là 55,4 kg nha. Dòng dây Eon Big Game này có 3 màu, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Thì size 0.70 với 80 thì chỉ màu xanh thôi nha. Còn size nhỏ hơn thì nó có đủ 3 màu, xanh, vàng, đỏ. Giờ tính Thích hợp sao? cho mọi người đi câu sông. Nếu câu sông thì mọi người lấy từ 40, 45, 50 hoặc 55 là cao, còn câu hồ thì có thể 55 hoặc 60 nha. Đi Còn cá đi bự câu cá thịt thì có thể lấy 50. mà Còn cá anh em đi bự câu mà sông thì tầm nó 40, còn dữ 45 là câu được rồi. luôn. Thì tới 1.000m á, mọi người có Ủa thể ủa ủa ta vào được nhiều máy nha. Vào được nhiều máy đi câu. Rất là tiện lợi nha. Ở đây lấy thêm ít màu nữa cho người xem nè. Ở đây nó có thêm màu màu đỏ nha mọi người. Màu đỏ mọi người có thể đi câu những cái vùng mà nước lợ á. Nước lợ, nước nhiễm phèn này kia được. Nó thích hợp hơn nha. Còn màu vàng này thì mọi người có thể đi câu đêm. Câu đêm thì khi mà rọi vào nó sẽ phản quang lại, dây nó sáng lắm nha mọi người, thích hợp cho anh em câu đêm nè, câu sông hay câu hồ vẫn được. Ở đây là size 0.60 mm nè, tải 51 kg, cho người kéo bò thoải mái luôn với dòng Eon Big Game này. Còn đây là size 0.55 nha, thì chị cũng thấy 0.55 chưa thì có hiện tại nhiều là 46 kg, cực kỳ cao nha. nhiều. Hoặc là câu sông mọi người có thể lấy xe nhỏ hơn, nó có là 45, 35, 40, 45 hoặc là 50 nha. Đó rồi, ok. Bây giờ trở lại nhân vật chính của chúng ta là cái máy Ryoko Đây đi đâu TD ăn cái size gì đó xem nó 8.000. xinh. Ở đây có tặng kèm theo một cái lông đền nha mọi người, ba cái lông đền luôn nè. Thì lông đền nó sẽ thay trong máy, một lát anh sẽ cho mọi người xem. Máy đợt này tặng kèm theo cái túi khá là xịn nha mọi người, túi của Ryoko luôn nè. Đó, túi hai ngăn vải, nói chung là cũng khá là mềm nha, chống sốc tốt. Xong rồi nghệ sĩ Nó hai ngăn, một ngăn thì để sẽ nhận được máy, còn lại một ngăn này để tay quay. Nó thì nó tách ra cho mọi người để hai bên, nó không có qua vẹt vào nhau, nó không bị trầy máy chúng ta nha. Máy cốt ren vặn như vậy, cốt rất là to luôn. Đặc biệt là cái dòng này, cái nấm nói chung là cũng carbon đã cho máy chúng ta có cái trọng lượng bởi vì mình nhẹ hơn nha. về biết đâu chị thấy mình sẽ Thì cái nấm này nếu mà người mua lẻ không ngoài thị trường là nó rơi vào khoảng 500.000, chung là cũng khá là xịn sò. Cái dòng V1 thì có đợt nó khuyến mãi thì nó tặng lên cái nấm carbon, còn đợt sau nó không còn khuyến mãi thì nó trở lại cái nấm kim loại. Còn cái V2 này nâng cấp lên cái nấm carbon luôn nha. Máy thì hầu như là full kim loại nha mọi người. Cốt to thì cốt ren vặn đổi trái phải được nha. Mọi người cứ cho qua trái hoặc là qua phải. Nếu thuận tay phải thì mọi người vặn bên đây ra nha. Đây. Và đổi nó qua bên tay tay phải. Hàng chính hãng của Ryoko Thái Lan nha mọi người. Phần nồi máy nè, được tiện nhìn khá là đẹp với giảm cái trọng lượng máy của chúng ta. Dòng này được cái tải cao nha, mắc ráp nó tới Bên đây thì 24 kg. Cốt to, bà bán cốt hàng máy ở này đây tầm có bán khoảng không? 7-8 ly nha mọi người. Rồi ok, giá thì 6.000 3.800.000 và 8.000 là Bên này 3.900.000 nha. chuẩn không? Tặng kèm cho mọi người một cuộn dây của Thái luôn. Còn đây anh này anh không lấy dây Thái, đổi cái dây lớn thì dây lớn Rồi còn bà cái bán hàng thì xuống dưới thì Buffalo có gì? Big Game thì size 0.70 và anh câu biển luôn. Tải này 60 lb,
nó tải không bằng cái Yon nha. Giá thì nói chung là cũng thường hơn nha mọi người. Rồi ok, mọi người yêu thích cái dòng máy này hoặc là dây thì alo cho shop qua hai số điện thoại trên màn hình. Mọi người gọi số nào cũng được hoặc là lấy số qua Zalo nhắn tin. Dây thì size 0.35 tới 50 thì 550 nha. Còn 55 60 là 620. 70 là 820, 80 triệu 1, miễn ship toàn quốc nha. Và máy cũng miễn ship cho mọi người luôn. Mọi người có thể alo gửi hàng đến tận nơi cho xem hàng, kiểm tra hàng và trả tiền nha. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người.